Ngày 19 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông so với nội dung lệ ý kiến các sở giáo dục và đào tạo và các nhà trường hồi tháng 9 năm 2024, Bộ đã bỏ việc bốc thăm ngẫu nhiên môn thứ ba, song lại dự kiến môn này sẽ thay đổi hàng năm để tránh học lệch, học tủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu lấy ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Năm học 2024-2025 là năm khép kín chu kỳ thực hiện chương trình giáo dục 2018 từ lớp 1 đến lớp 12. Theo đó, năm học này thì tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để các địa phương có căn cứ triển khai, chuẩn bị cho các kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo và bắt đầu lấy ý kiến rộng rãi xã hội về dự thảo quy chế thi tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Theo kế hoạch, việc ban hành quy chế thi tuyển sinh trung học cơ sở và thi tuyển sinh trung học phổ thông sẽ sớm hơn 3 tháng so với những năm trước, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường, giáo viên, học sinh trong quá trình dạy học, ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi. Dự thảo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông được xây dựng từ 3 quan điểm nguyên tắc cốt lõi. Thứ nhất, gọn nhẹ, không gây áp lực và tốn kém. Đây là quan điểm xuyên suốt được nhấn mạnh trong nghị quyết 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nhất là ở nội dung về đổi mới kiểm tra đánh giá. Quan điểm này tiếp tục được thể hiện trong kết luận số 91 của Bộ Chính trị. Thứ hai, phải thúc đẩy hoạt động giáo dục đặc biệt là giáo dục toàn diện để học sinh có đầy đủ phẩm chất và năng lực, đủ điều kiện để tiếp tục học lên trung học phổ thông hoặc nếu chuyển đổi phân luồng học nghề cũng có được nền tảng về phẩm chất năng lực để học, thực hành nghề nghiệp ngay. Ngoài ra môn thi phương thức tuyển sinh cũng phải gắn kết được quá trình kiểm tra đánh giá thường xuyên với kiểm tra đánh giá cuối kỳ giúp học sinh có đầy đủ phẩm chất năng lực phù hợp với xu thế đổi mới và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thứ ba, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định khung quy chế đảm bảo mặt bằng chung để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong kiểm tra thanh tra đánh giá, đồng thời thực hiện tốt nguyên tắc phân cấp phân quyền, rõ thẩm quyền trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, có trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển, trường hợp trường trung học cơ sở có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì được thực hiện tuyển sinh theo phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh. Căn cứ để xét tuyển là kết quả rèn luyện và kết quả học tập các năm học chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học hoặc chương trình xóa mù chữ của đối tượng tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Sở Giáo dục và Đào tạo cơ sở giáo dục đại học hướng dẫn việc tuyển sinh theo phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Theo dự thảo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông có 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh thuộc thẩm quyền của địa phương, theo đó Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt và lựa chọn phương thức Đối với việc tổ chức thi tuyển để đảm bảo thống nhất và đảm bảo quan điểm kỳ thi nhẹ nhàng không gây tốn kém, dự thảo quy chế quy định chung việc thực hiện 3 môn thi gồm toán, ngữ văn và một môn thi thứ ba hoặc bài thi tổ hợp do Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học có trường trung học phổ thông lựa chọn và được công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Môn thi thứ ba được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. Việc lựa chọn môn thi thứ ba có sự thay đổi qua các năm nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện trong giai đoạn giáo dục cơ bản. Bài thi tổ hợp các môn học được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. Về thời gian thi, dự thảo quy chế quy định Ngữ văn là 120 phút, Toán là 90 phút hoặc 120 phút, môn thi thứ ba là 60 phút hoặc 90 phút, bài thi tổ hợp là 90 phút hoặc 120 phút. Nội dung thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, chủ yếu là chương trình lớp 9. Dự thảo quy chế cũng quy định khung một số yêu cầu về việc ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và công bố kết quả điểm chuẩn chế độ tuyển thẳng, chế độ ưu tiên để đảm bảo chất lượng an toàn trong tổ chức kỳ thi tại các địa phương. Trước khi công bố dự thảo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông lấy ý kiến rộng rãi xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi lấy ý kiến của 63 sở giáo dục và đào tạo và các trường trung học phổ thông trong cả nước về một số nội dung của quy chế. Theo đó, tính đến ngày 7 tháng 10 năm 2024, đã có 63 sở giáo dục và đào tạo gửi ý kiến góp ý các nội dung về tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, đã lấy ý kiến của gần 8.900 cơ sở giáo dục trung học tại 63 tỉnh thành phố, trong đó có 8.267 ý kiến đồng ý với các nội dung dự thảo chiếm 92,9%, có 631 ý kiến có đề nghị bổ sung có 60 trên 63 sở giáo dục và đào tạo đồng ý phương án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và cho rằng điều này phù hợp thực tế và giảm áp lực. Dự kiến thông tư, quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông sẽ được hoàn thiện và ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đây là năm đầu tiên kỳ thi này được tổ chức theo chương trình mới, chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa 2025 trước 5 tháng giúp nhà trường, giáo viên, học sinh chủ động trong quá trình dạy học và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi để đạt được nhiều mục tiêu đề ra như phương án Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố cũng theo bộ giáo dục và đào tạo nhằm giúp các nhà trường giáo viên học sinh yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi bộ giáo dục và đào tạo đã sớm thành lập ban chỉ đạo xây dựng đề thi tham khảo và triển khai các bước thực hiện xây dựng đề thi tham khảo trên tinh thần khoa học chặt chẽ và trách nhiệm Thành phần tham gia xây dựng đề thi là các chuyên gia nhà khoa học, giảng viên, giáo viên, các chủ biên đã tham gia xây dựng chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình giáo dục thường xuyên, các tác giả biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, những người đã tham gia các đợt tập huấn về xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đề thi tham khảo đảm bảo đúng quy định về cấu trúc định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đồng thời bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chủ yếu là lớp 12. Chiều ngày 18 tháng 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập và ngoài công lập, học sinh học chương trình giáo dục phổ thông thường xuyên trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025, kinh phí khoảng 142 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp tỉnh. Vĩnh Phúc là địa phương thứ 10 vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2024-2025 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Trước đó các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Long An thông báo áp dụng chính sách miễn giảm học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Được biết Quảng Ninh và Hải Phòng là hai địa phương áp dụng chính sách miễn giảm học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Được biết Quảng Ninh và Hải Phòng là hai địa phương áp dụng chính sách miễn 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh tới hết lớp 12. Quảng Nam, Khánh Hòa và Đà Nẵng là ba địa phương thuộc Nam Trung Bộ thực hiện chính sách hỗ trợ 100% học phí với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên. Khu vực phía Nam Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương duy nhất miễn 100% học phí cho học sinh phổ thông. Bình Dương và Long An áp dụng chính sách giảm học phí 50%. Cụ thể, Bình Dương giảm học phí cho học sinh công lập các cấp và học sinh tiểu học tư thục ở địa bàn thiếu trường công lập Ngoài các địa phương miễn học phí 100%, một số địa phương ảnh hưởng bão lũ vừa thông báo miễn giảm 2 tháng hoặc tạm thời chưa thu học phí từ tháng 9 đến tháng 11 tới.